Xin chào các anh chị và các bạn, mình là bác sĩ Vĩnh Hà đến từ Nha khoa Linh Xuân. Thì hôm nay đến với chương trình tư vấn nha khoa trực tuyến thì mình được nhận được một câu hỏi về vấn đề niềng răng, đó là niềng răng có bắt buộc phải chụp phim X quang hay không? Thì niềng răng là một cái phương pháp điều trị mà các khách hàng bị các sai lệch như là hô mớn, thưa, chen chúc lệch lạc lựa chọn để điều trị. Thì niềng răng thì sẽ dùng các hệ thống dây cung, mắc cài hoặc là khay trong suốt để đưa răng về vị trí hợp lý hài hòa nhất có thể. Chụp phim X quang trong niềng răng thì gần như là bắt buộc, và hai phim mình cần chụp đó là phim toàn cảnh và phim sọ nghiêng. Thì phim toàn cảnh hiện nay cũng là một cái phim mà thông dụng nhất trong vấn đề điều trị tổng quát cũng như là trong vấn đề niềng răng luôn. Trong phim toàn cảnh thì mình sẽ phát hiện được những cái bất thường giống như là thiếu răng, thừa răng hoặc là răng mọc ngầm, răng mọc lệch lạc, hoặc những cái vấn đề liên quan đến những cấu trúc lân cận như là vùng xương hàm, vùng lồi cầu, vùng khớp thái dương hàm, xoăn hàm hoặc là những cái ống dây thần kinh bên dưới. Cái phim thứ hai mình cần chụp đó là phim sọ nghiêng. Thì phim này khá là quan trọng trong cái việc niềng răng. Thì phim sọ nghiêng thì mình sẽ dùng để phân tích những cái vấn đề như là cái xương hàm trên, xương hàm dưới so với cái nền sọ, hoặc là cái răng hàm trên, cái răng hàm dưới và tương quan hai hàm với nhau. Khi mà mình chụp phim sọ nghiêng thì mình sẽ phân tích những cái vấn đề này dựa trên một cái phương pháp chuẩn đã được nghiên cứu và được sử dụng rất là lâu đời. Đồng thời thì cái phim sọ nghiêng thì mình cũng sẽ dùng được mình dùng để mình phân tích một phần cái vấn đề về mô mềm và nét mặt nhìn nghiêng cho khách hàng để đưa ra được cái phương pháp điều trị tốt nhất có thể. Đồng thời cái phim sọ nghiêng là một cái dữ kiện rất là quan trọng đối với những bé mà trong độ tuổi đang tăng trưởng và phát triển. Phim sọ nghiêng thì sẽ dự đoán được cái giai đoạn đang tăng trưởng của bé, dự đoán được cái đỉnh tăng trưởng để mình có thể can thiệp được. Khách hàng đến muốn tư vấn niềng răng thì mình sẽ có những cái bước thăm khám lâm sàng và cái bước chụp phim. Sau khi thu thập đầy đủ các dữ kiện rồi thì bác sĩ sẽ đưa ra một cái chẩn đoán cụ thể cho từng người. Sau khi có cái chẩn đoán cụ thể cho từng người thì bác sĩ sẽ đưa ra một cái phác đồ điều trị cụ thể. Bên cạnh đó thì phim X quang cũng là một cách để lưu trữ những thông tin của bệnh nhân, để mình so sánh các quá trình điều trị trước, giữa và sau khi điều trị để khách hàng có thể nhận thấy được sự khác biệt của cái việc niềng răng. Thông qua cái video clip này thì hy vọng các bạn có được một câu trả lời rõ ràng và cụ thể về việc là niềng răng có cần phải chụp phim X quang hay không. Nếu như còn thắc mắc vấn đề gì thì các bạn có thể comment dưới video này hoặc inbox cho fanpage Nha khoa Linh Xuân để mọi người có thể giải đáp thắc mắt của các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Mời các bạn cùng tóm tắt vì sao cần phải chụp phim X quang khi niềng răng cùng nha khoa Linh Xuân. Để thực hiện niềng răng, các bác sĩ phải lên phác đồ điều trị cụ thể đối với từng trường hợp. Do vậy, chụp X quang trước khi niềng răng là việc bắt buộc. Hai phim tối thiểu cần có khi niềng răng là phim toàn cảnh và phim sọ nghiêng. Đối với phim X quang toàn cảnh là bước quan trọng để bác sĩ có cái nhìn tổng quan về cung hàm. Thông qua đó, bác sĩ nắm được cấu trúc toàn bộ xương hàm của khách hàng, cấu trúc răng trên hai hàm và răng mọc ngầm nếu có, xoang hàm, khớp thái dương hàm. Đối với phim X quang sọ nghiêng được dùng để phân tích các góc độ về răng, xương, mô mềm, cung cấp thông tin về tương quan giữa hàm trên và hàm dưới, giữa răng với hàm và mối tương quan với xương sọ. Bên cạnh đó, chụp phim X quang là một trong những cách lưu trữ thông tin về tình trạng răng và xương hàm của bệnh nhân tốt nhất, dựa vào các hình ảnh trên phim qua các lần chụp. Bác sĩ và bệnh nhân có thể thấy được sự di chuyển của răng cũng như hiệu quả quá trình điều trị chỉnh nha. Chúc các bạn tìm được kiến thức bổ ích.